từ median 15324. Thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ dùng bằng một ngón tay. Điều khiển rất nhẹ nhàng và phím điều khiển rất là nhạy. Bếp có hai vùng nấu, điều khiển độc lập. Min, max, min, max. Và có chế độ hẹn giờ. Hẹn giờ 3 phút nhé các anh chị. Và bếp rất là nhanh sôi. Công suất 3500W, 3500W nha các anh chị. Rất là dễ dàng sử dụng.